Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh series Tuấn Quang Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với mẫu SUV 7 chỗ của nhà Toyota, đó là chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và đang trưng bày tại showroom Toyota Tân Tạo bên em. Và chiếc xe này của chúng ta được nhập khẩu nguyên chiếc và được bảo hành 5 năm 150.000 km, là một trong 7 phiên bản của mẫu xe Fortuner của nhà Toyota, là chiếc SUV rất là khỏe khoắn mạnh mẽ của nhà Toyota và được trang bị rất là nhiều công nghệ và nâng cấp rất là nhiều trong năm 2023 này. Vậy thì chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng một cầu số rộng đang được kê bên vấn đề sẽ có mức giá lăn bánh là bao nhiêu, kèm với đó thì chương trình khuyến mãi trong tháng này sẽ như thế nào, và cùng với đó thời gian mua xe và thời gian trả góp nó sẽ là bao lâu, thì trong video ngày hôm nay em Vinh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên gửi tới toàn thể khách hàng. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để anh xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm sơ qua về những trang bị và công nghệ ở trên chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng này nha. Thì đầu tiên phải nói tới chính là cái phong dáng và cái cách thiết kế của Fortuner ở năm 2023 này, nó cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ bắt mắt khi chúng ta nhìn từ cái phần đầu xe. Đó. Đầu tiên thì phải nói tới đây là một chiếc xe nhập khẩu, em Vinh xin nhắc lại ha. Tất cả những chiếc xe máy xăng của nhà Toyota đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và đây là một trong số 7 phiên bản có cái phong dáng rất là đẹp và khỏe khoắn luôn. Đó là một chiếc SUV 7 chỗ thì đầu tiên phải có một cái khoảng sáng gầm xe và một cái khoảng thoát rất là tốt trong phân khúc rồi. Đó. Về khoảng sáng gầm xe của Fortuner thì hiện tại đây này, chiếc xe được có cái khoảng sáng gầm xe lớn nhất trong phân khúc luôn. Về cái phần đầu xe thì như quý anh chị thấy hầm hố thể thao và hiện đại hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta phải nói tới chính là cái cụm đèn. Đèn chiếu sáng phía trước thì sẽ được trang bị với bóng đèn LED chiếu sáng phía trước rất là đẹp luôn, và cho cái cường độ ánh sáng cao hơn ở cái bóng đèn chiếu sáng phía trước này. Đối với bản máy xăng một cầu này thì chúng ta sẽ có một cái sợi mạ chrome chạy dọc phía bên trong đèn này, ở cái phần đèn chiếu sáng phía trước của chúng ta, tạo cho chúng ta một cái vẻ mới mẻ hơn cho chiếc Fortuner này. Và phía trong thì cũng sẽ có tích hợp luôn cả đèn chiếu sáng ban ngày ở phía trong đây luôn nha. Đó. Tính nhận xung quý bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái thanh mạ chrome rất là lớn luôn. Đó. Tạo cái điểm nhấn rất là rõ nét cho cụm đèn chiếu sáng phía trước của chúng ta. Đó là một phần trang trí không thể thiếu của chiếc xe Fortuner này rồi. Đó. Và nó sẽ tạo một cái điểm nhấn rõ nét hơn cho phần đầu xe của chúng ta. Tính nhận xung quý dưới đó chính là cái đèn sương mù. Đèn sương mù sẽ được để trong cái hốc đèn sương mù được sơn màu đen bóng rất là đẹp hình tổ ong. Đó, và cũng sẽ được trang bị là bóng đèn LED luôn nha quý vị nha, cho cường độ ánh sáng cao hơn thì chúng ta nhìn được cái phần đầu xe. Và cái đèn sương mù chúng ta sẽ tích hợp luôn cả một cái cảm biến ở phía trước nữa. Đó, chúng ta sẽ có hai cảm biến ở phía trước để vận hành và di chuyển chiếc xe nó dễ dàng hơn. Tính dần xuống phía dưới sâu hơn thì đó là đèn xi nhan và đèn đờ mi của chúng ta. Đó, cái ốp cản trước thì sẽ được làm bằng nhựa đen nhám. Đó, nó sẽ làm chiếc xe nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Trên cái phiên bản này thì chúng ta sẽ được trang bị luôn cả camera 360 theo xe luôn nha quý vị nha. Đó, logo thì được dập nổi mạ chrome rất là đẹp luôn. Đó, mặt lưới tăng nhiệt thì được kế hình thang cực kỳ đẹp nha quý chị nha. Về tổng thể phần đầu xe thì quý chị nhìn thấy trong video cực kỳ hầm hố và khỏe khoắn luôn. Đó, còn về phần hông xe thì sao? Hông xe của chiếc SUV này thì nó sẽ có một cái phần hông xe rất là bề thế luôn. Đó, đầu tiên phải nói tới đó chính là cái bộ mâm. Mâm bánh xe thì được trang bị với bộ mâm 18 inch và là mâm đúc rất là đẹp với cái họa tiết được trang trí rất là khỏe khoắn và phá cách nha quý vị nha. Thắng thì sẽ được trang bị thắng đĩa bung bánh luôn, đó, cho cái sự tản nhiệt tốt hơn, và cùng với đó thì cái độ phanh cũng sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Bên trên thì sẽ có đường cua lốp bằng nhựa đen nhám rất là đẹp nha quý vị nha. Nó có chống bùn đeo xe luôn. Đó. Về bước chân là một điều không thể thiếu trên những cái chiếc SUV cỡ lớn như thế này. Đó. Và bề bước chân thì sẽ được sơn màu bạc này, rất là đẹp luôn. Về phần gương chiếu hậu thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp đèn báo rẽ nhận nét trên gương, có chỉnh định gập điện và tích hợp luôn cả hệ thống camera 360 độ trên gương luôn nha. Và xe thì đã được trang bị cảnh báo đêm mù ở trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, rất là đầy đủ nha. Đó, có đường chân kiến mạ chrome chạy phía dưới. Đó, dọc xung quanh xe nó sẽ một cái điểm nhấn ở phần hông xe, chính chiếc xe của chúng ta nó sáng hơn. Tay nắm cửa cũng sẽ được mạ chrome và có tích hợp luôn nút mở cửa thông minh lên trên tay nắm cửa luôn nha, rất là đầy đủ luôn. Đó, có da nóc thể thao ở phía trên được sơn màu bạc rất là đẹp nha. Rồi, về cái phần đuôi xe thì chúng ta sẽ di chuyển theo cái phần đuôi xe để cùng quan sát thêm này. Về cái phần đuôi xe của chiếc xe này. Đây, đây chính là cái đuôi xe của chiếc xe Fortuner. Về đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên đó chính là cái sự mềm mại được kết hợp với cái cụm đèn. Đèn thì sẽ được ôm sát với cái phần đuôi xe và được trang bị hai cái sợi LED chạy phía trong đây. Đó, nó sẽ tạo cho cái cụm đèn nó có một cái điểm nhấn rõ nét hơn thì chúng ta nhìn được cái phần đuôi xe. Và đây là một cái điểm nhận diện đặc biệt của chiếc xe Fortuner này. Cái thiết kế rất là mới và rất là đẹp. Phía trong thì sẽ có một cái thanh mạ chrome trang trí dập nổi chiếc Fortuner ở đây, rất là đẹp nha. Logo cũng được mạ chrome. Đó.
Ở phía sau thì an toàn chúng ta được trang bị ngoài cam 360 ra thì sẽ có 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau. Đó. Có đèn sương mù phía sau luôn, nằm phía dưới đây nhá. Cánh hướng gió phía sau, anten nhận vây cá mập và đèn báo phanh trên cao đều sẽ được trang bị ở trên chiếc Fortuner phiên bản máy xăng này. Và xe này thì chúng ta đã được trang bị cốp điện rồi nha. Xe thì đã được trang bị cốp điện, nó sẽ giúp chúng ta thao tác lên xuống và ra vào xe nó dễ dàng hơn ở trên chiếc Fortuner này. Đó. Và đây chính là cái phần cốp xe. Cốp xe thì còn đâu đó tầm khoảng 50cm để chúng ta sử dụng ở phía sau đây. Đó. Hơn 2 găng tay một chút nha quý anh chị nha. Đó. Khi chúng ta sử dụng full trọng tải là 7 người thì chúng ta vẫn còn đâu đó một cái khoang hành lý khá là rộng ở phía sau. Đó. Ghế thì có thể gập phẳng xuống hoặc là treo sang hai bên để tăng thêm cái diện tích ở phía sau cho cái khoang hành lý của chúng ta. Đó. Rất là rộng rãi nha. Đây là chiếc Fortuner của chúng ta. Đó. Và khi đóng cốp thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần một thao tác bấm nút thôi. Trên này này. Cốp xe thì sẽ có chống kẹt luôn nha. Rất là đầy đủ luôn. Đó. Thao tác nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn với chiếc xe Fortuner này. Đó. Chúng ta sẽ cùng tiến vào phần nội thất nha. Thì đây là cái phần nội thất của chiếc Fortuner phiên bản máy xăng của chúng ta với tông màu chủ đạo là màu đen như quý vị nhé. Trên tabi này cũng sẽ bọc da rất là chi tiết luôn. Đó, đường chỉ khâu màu trắng rất là đẹp nha. Lên xuống kính thì bốn cửa một chạm chống kẹt. Đó, rất đầy đủ chỉnh kính điện gập kính điện. Đó, tay nắm cửa thì được mạ chrome. Đó, trên đây có một cái thanh mạ bạc trang trí này cực kỳ đẹp nha. Đó, ghế thì ghế tài và ghế phụ của chúng ta đều sẽ được trang bị là ghế điện. Đó, chỉnh điện ghế tài ghế phụ luôn. Và chất liệu ghế thì sẽ là ghế da theo xe như quý vị nha. Đó. Phía đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nút bấm như là bật tắt cảm biến độc lập này. Đó. Mở cam 360 và mở cốp điện ở trong xe. Rất là đầy đủ nha. Rồi. Chúng ta sẽ cùng tiến qua cái phần nội thất của chiếc Fortuner này. Về cái phần nội thất thì đầu tiên chúng ta phải nói tới chính là cái màn hình phía trước mặt người lái. Chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình chào rất là ấn tượng ở trên chiếc Fortuner này luôn. Đó. Và một màn hình đa thông tin 4.2 inch thể hiện rất là đầy đủ những thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên đây. Toàn bộ những thông số sẽ được người lái nắm bắt ở trên chiếc xe này qua cái màn hình này. Đó. Và hai bình hồ cơ thể hiện vòng tua máy với tốc độ xe của chúng ta. Đó. Rất là đầy đủ nha, nhiệt độ và lượng nhiên liệu còn lại trong xe cũng được báo rất là chi tiết. Đó. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước của chúng ta là tự động auto. Đó. À, có lấy chuyển số thể thao cho vô lăng cộng trừ hai bên nha quý chị nha. Bên đây là cộng, bên đây là trừ. Đó. Thao tác lên xuống số dễ dàng hơn. Phía dưới đây là hệ thống ga tự động cruise control của chúng ta và nút để start up nằm phía dưới. Về màn hình giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị màn hình giải trí 8 inch có bản đồ theo xe luôn nha. Cái này nó sẽ rất là thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta di chuyển cung đường dài. Thì cái bản đồ này nó sẽ giúp chúng ta di chuyển và vận hành chiếc xe nó dễ dàng hơn ở trên cái chiếc xe này. Đó. Ngoài ra thì cái màn hình này còn sẽ hỗ trợ luôn cả hệ thống camera 360 nữa ở trên đây. Nó sẽ giúp chúng ta bao quát chiếc xe và vận hành chiếc xe nó dễ dàng hơn. Ngoài ra thì cái màn hình giải trí này của chúng ta còn được trang bị kết nối Apple CarPlay, Android Auto, thế là Bluetooth, USB đều sẽ được trang bị ở trên cái màn hình này nha. Đó. Về hệ thống điều hòa thì chúng ta sẽ được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đó. Thao tác rất là dễ dàng luôn ở trên cái màn hình này. Đó. Ở trên cái hệ thống điều hòa thì ví dụ như ở bên này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cả hai bên. Đó. Hoặc bên này thì nếu mà chúng ta nóng quá, ăn lạnh quá thì chúng ta có thể điều chỉnh lên 25 độ, bên này 23 độ. Đó. Dễ dàng hơn rất là nhiều. Phía dưới thì đó chính là hộp số tự động 6 cấp của chúng ta, rất là quen thuộc trên chiếc Fortuner. Và sẽ được trang bị hai chế độ chạy là Eco Mode và Power Mode. Đó. Rất là đầy đủ nha. Đó. Phía bên đây thì chúng ta sẽ được trang bị tabi này, trên đây được bọc da này, nút bấm mạ bạc. Đó. Rất là đầy đủ nha quý anh chị nha. Rất là nhiều hộp để đồ ở đây. Phía dưới chúng ta sẽ có những cái hộp để đồ lớn hơn và sẽ có đèn chiếu sáng để chúng ta lấy đồ vào ban đêm nó dễ dàng hơn. Đó. Đó là về tổng quan về khoang nội thất phía trước này, khi chúng ta nhìn từ góc người lái. Đó. À, gương chiếu hậu trong xe cũng sẽ được trang bị là gương chiếu hậu tự động chống chói luôn nha. Rất là đầy đủ luôn. Đó. Đó là về tổng quan về cái hàng ghế phía trước của chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng này. Đó, rất là đầy đủ nha. Còn về cái hàng ghế thứ hai thì chúng ta cũng được trang bị khá là đầy đủ những cái tiện nghi và trang bị ở hàng ghế thứ hai. Đầu tiên thì chúng ta phải nói tới là cửa gió thì được trang bị ở phía sau. Đó, tất cả các vị trí ghế trên xe đều sẽ có cửa gió nha. Tốc độ gió phía sau đều được điều chỉnh hoàn toàn độc lập luôn bằng nút bấm ở phía trên đây. Đó. Phía dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị những cái tẩu sạc 12V 120W ở phía trên đây và một jack cắm 100W giống như điện ở nhà bình thường của chúng ta. Đó. Ghế thì như em Vân nói chất liệu ghế bọc da. Đó. Có bệ tỳ tay, có tựa đầu ba vị trí ngồi. Tư thế ngồi ở hàng ghế thứ hai này thì cực kỳ rộng rãi nha, nên quý vị yên tâm. Và cái thao tác đi lên hàng ghế thứ ba rất là đơn giản, chỉ với một chạm thôi. Chúng ta sẽ gạt cái lẫy đây này. Và ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái hướng đi lên hàng ghế thứ ba rất là rộng rãi nha. Đó.
Và đây là cái hàng ghế thứ ba của chiếc Fortuner này. Đó. Quý vị này quan sát được từ cái phần tựa đầu đến phần trần còn rất là cao. Đó, và phần trần thì được làm nõm lên rất là sâu. Nó có cửa gió phía sau luôn, nó sẽ giúp cho người ngồi hàng ghế thứ ba nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đó, có đèn đọc sách ở phía sau luôn nha quý vị nha. Đó, rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Chiều cao mà dưới 1m7 mà chúng ta ngồi phía sau này thì cực kỳ thoải mái luôn. Còn trên 1m7 thì ngồi nó sẽ hơi chật một chút nha quý vị nha. Đó, đó là về hàng ghế thứ ba, rất là đầy đủ cho chiếc xe Fortuner này. Đó, và cái hướng đi lên thì như em Vinh có nói này, cực kỳ rộng rãi luôn, lên xuống rất là dễ dàng, thao tác chỉ với một chạm thôi. Ngoài những cái công nghệ và trang bị và những cái option tiện nghi như em Vinh vừa mới giới thiệu thì chiếc Fortuner phiên bản máy xăng sức rộng một cầu này chúng ta còn được trang bị rất là nhiều những hệ thống an toàn như là cân bằng điện tử, kiểm soát lật kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và cùng với đó xe còn được trang bị tới 7 túi khí xung quanh xe. Nó sẽ giúp chúng ta an toàn và yên tâm hơn với chiếc xe Fortuner này. Và cùng với đó thì là phần quan trọng nhất, đấy chính là về mức giá của chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng này dành cho những khách hàng sắp tới sẽ sở hữu chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng hay bất kỳ phiên bản nào của mẫu xe Fortuner này sẽ có thể tham khảo được qua video này của em Vinh. Đầu tiên về mức giá niêm yết của nhà máy Toyota Việt Nam dành cho chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng này, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 1.229.000.000 đồng dành cho chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng sức tự động một cầu. Đối với những khách hàng có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh thì em Vinh cũng sẽ tạm tính luôn về cái mức giá lăn bánh dự kiến dành cho toàn thể các khách hàng. Nếu mà lăn bánh thì chiếc này ở Sài Gòn dự kiến đâu đó tầm khoảng 1.377.000.000. Các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì dự kiến nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1.357.000.000. Là khách hàng có thể sở hữu chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và được bảo hành 5 năm 150.000 km này rồi. Và mức giá trên của em Vinh thì chưa bao gồm bất kỳ chương trình khuyến mãi nào hết. Giá trên chỉ là tạm tính, bao gồm giá xe và thuế phí quý khách hàng phải đóng cho nhà nước sau khi lăn bánh chiếc xe Fortuner này thôi. Còn về chương trình khuyến mãi trong tháng 4 này thì chúng ta đang được hỗ trợ giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện và rất là nhiều những cái phần quà đặc biệt từ đại lý Toyota Tân Tạo dành cho những khách hàng đặt hàng và mua xe tại Toyota Tân Tạo nha. Nên để biết thông tin chính xác nhất sau khi lăn bánh về địa phương của quý chị đang sinh sống và làm việc, chính xác giá lăn bánh cuối cùng nó sẽ là bao nhiêu thì quý chị hãy gọi cho em Vinh vào số hotline 0961205097 hoặc 0934589878 để nhận được cái báo giá và cái khuyến mãi cập nhật mới nhất đến tay của khách hàng nha. Và nhà những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp hiện tại với mức lãi suất từ ngân hàng tài chính Toyota dành cho mẫu xe Fortuner chỉ từ 0.78% trên một tháng thôi. Hồ sơ thủ tục thì đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ, không phí chuyển khoản, không phí hồ sơ, và đặc biệt thì không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ nha quý vị nha. Đó là những cái ưu điểm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với một mẫu xe của nhà Toyota tại thời điểm tháng 4 của năm 2023 này. Và để biết thông tin hồ sơ quý vị nếu có đạt được nhu cầu của ngân hàng tài chính Toyota hay không thì quý vị hãy liên hệ vào số hotline phía trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với em Vinh bằng số điện thoại phía trên màn hình để được em Vinh tư vấn và hỗ trợ về hồ sơ cho khách hàng. Làm sao để khách hàng có thể đạt được nhu cầu của ngân hàng tài chính Toyota và đạt được cái mức lãi suất tốt nhất trong thời điểm mà quý vị mua xe nha. Và hiện tại thì Fortuner phiên bản máy xăng này bên em đang có xe sẵn giao liền rất là nhiều, gần như đủ màu giao ngay nha quý vị nha. Và những chiếc xe còn tồn kho lại của năm 2022 bên em đang có chương trình giảm giá rất là sâu để giải tồn cho những chiếc xe đã tồn từ năm 2022. Để biết chính xác nhất thì quý vị hãy liên hệ vào hotline cho em Vinh nha. Và dành những khách hàng nào muốn lên trực tiếp showroom để coi chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng sức rộng một cầu này hoặc là xem những màu khác của mẫu xe Fortuner này thì chúng ta có thể ghé tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để xem chi tiết hơn về chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng này và có thể xem lại những cái option mà em Vinh đã giới thiệu trong video ngày hôm nay. Và cho những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video và cập nhật được nhiều thông tin từ nhà Toyota hơn nha. Hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo và đừng quên để lại bình luận cho em Vinh về chiếc xe Fortuner này, quý vị thấy chiếc xe này như thế nào thì hãy để lại bình luận dưới video cho em Vinh biết nha. Hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.